Sau buổi ký tặng diễn ra cực thành công với sự có mặt ủng hộ của hơn 5.000 fan, tối cùng ngày 19 tháng 10, đoàn phim Mây Hoảng Trăng tổ chức bữa tiệc mừng công tại một trung tâm tiệc cưới ở Seoul. Sự kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông và đông đảo khán giả tập trung từ rất sớm, chờ đợi sự xuất hiện của các diễn viên. Kim Yoo Chun xuất hiện đáng yêu với trang phục đơn giản nhưng không kém phần cá tính, phù hợp với tính cách năng động của cô nàng. Ngoài ra, nữ diễn viên 17 tuổi còn gây chú ý với chiếc vòng tay uyên ương cùng hình dáng poster phim trên vỏ điện thoại. Vừa xuất hiện, thái tử Park Bo Gum đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và những người có mặt. Nam diễn viên 23 tuổi với mái tóc được vuốt cao, đốm tim fan nữ nhờ vẻ ngoài điển trai hoàn hảo không tì vết, cùng nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai. Dù đảm nhận vai nam phụ khá ít đất diễn, nhưng Kim Huynh, Quắc Jong Yuan vẫn nhận được tình cảm của đông đảo khán giả. Nàng công chúa béo ú của chúng ta ngoài đời là nữ diễn viên Sun Hee-sung, sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng vô cùng thon gọn. Sắp tới ngày 21 tháng 10, đoàn làm phim Mây Hoảng Trăng sẽ lên đường xuất phát sang Philippines. Được biết, đây là món quà đài SBS dành tặng cho các diễn viên cũng như nhân viên cho những vất vả trong thời gian qua, giúp bộ phim đạt được thành công vượt mức mong đợi và trở thành một trong những dự án truyền hình có mức rating cao nhất màn ảnh Hàn năm 2016. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.